Mặc dù chưa đến đỉnh điểm ngày hè nắng nóng, nhưng trên địa bàn Nghệ An, tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã xảy ra nhiều nơi, ở khu vực đồng bằng ven biển và ngay cả vùng giáp ranh thành phố Vinh. Trong khi đó, nhiều nhà máy nước đang bỏ hoang, không hoạt động hết công suất. Vậy, đâu là giải pháp trong việc cung cấp nguồn nước sạch? Thưa quý vị và các bạn, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 với chủ đề Đảm bảo cấp nước sạch an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 4 năm 2024 đến ngày 6 tháng 5 năm 2024. Năm nay được dự báo là nắng nóng sẽ diễn ra khốc liệt, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống. Tại Nghệ An, nếu như những năm trước, vấn đề thiếu nước sinh hoạt thường xảy ra ở khu vực miền núi, nhưng năm nay, thực trạng này đã xảy ra ở nhiều nơi, ngay cả khu vực đồng bằng ven biển và vùng giáp ranh thành phố Vinh. Đến thời điểm này, việc được dùng nước sạch từ nhà máy nước vẫn đang là vấn đề rất xa vời đối với hàng trăm hộ dân ở xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu. Năm 2006, dự án nước sạch được triển khai, nhưng khi nguồn nước chưa vào được nhà dân, thì nay hệ thống đã hư hỏng, chôn vùi trong lòng đất. Để có nước sinh hoạt, người dân phải mua hơn 50.000 đồng một mét khối hoặc sử dụng giếng đào, giếng khoan. Tuy nhiên, đây là nguồn nước nhiễm phèn hoặc mang màu gạch cua. Về cái nhu cầu, về cái mong mỏi của người dân, rất mong là có cái đường nguồn nước sạch để cho người dân dùng. Thứ nhất là đảm bảo cái sức khỏe, thứ hai nữa là nó thuận tiện, thứ ba nữa là bớt cái chi phí của người dân. Mới bước vào mùa nắng nóng, nhưng nguồn nước máy ở khu vực xã Nghi Kim, thành phố Vinh đã gần như không đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho các hộ dân. Bởi vậy, giếng khơi này đã trở thành nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho nhiều hộ dân trong tổ dân cư. Hay như đối với các nhà trọ dọc đường Nguyễn Trường Tộ, xã Hưng Đông, nơi có số lượng khá lớn công nhân làm việc tại khu công nghiệp Bắc Vinh thuê trọ. Nguồn nước sạch để phục vụ sinh hoạt hàng ngày đang là một vấn đề nan giải. Đến giờ bây giờ cáo điểm công nhân về là không có một giọt máu. Phải sử dụng cái nước mà nước giếng khoan vừa chát vừa bẩn mặn. Nó là ảnh hưởng đến cái đồ mà nóng lạnh rồi là công nhân về không có tắm rửa. Đây là bán ngứa ngáy sót. Còn tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, một tháng nay, hơn 100 hộ dân ở xóm 5 đã mất hẳn nguồn nước sinh hoạt. Mặc dù hợp tác xã đã phải dùng bơm tăng áp, nhưng cũng chỉ có nước chập chờn ở các hộ đầu nguồn. Nguyên nhân được xác định là do hệ thống đường ống dẫn đã quá cũ nát do hợp tác xã quản lý, gây thất thoát, trong khi nguồn nước cấp giảm công suất. Thì trong quá trình hơn một tháng trời là ở như địa bàn xóm năm xã Hưng Thịnh đấy, những cái hồ đầu xóm như lúc thì có nước mà không đủ, mà những hồ của xóm là không có một tí nước nào trong đường ống để bơm. Cuộc sống của dân rất vất vả, là một số là phải dùng nước giếng khoan và phải đi mua từng thùng, phải đi xách từng thùng mua ngoài để sử dụng, nhưng rất vất vả. Đấy là cũng rất mong là các cơ quan chính quyền là sớm khắc phục. Phần lớn các dự án nhà máy nước sạch được đầu tư cho khu vực nông thôn chưa phát huy hiệu quả. Đây là nhà máy nước ở xã Hưng Thông, Hưng Nguyên, được xây dựng từ năm 2015, dự kiến sẽ cung cấp nước sạch cho hơn 1.000 hộ dân trên địa bàn xã Hưng Thông và vùng lân cận. Nhưng đến nay, công trình chưa kịp đi vào hoạt động, đã trở thành hoang phế. Người dân nơi đây vẫn phải sử dụng nước sinh hoạt từ những ao làng như thế này. Về cái nhà máy này thì xã cũng đã có nhiều kiến nghị đối với các cấp thực hiện cho người dân có nước sạch, thì xã Hưng Thông đã có cái hợp đồng với nhà máy nước nhân nước sạch Nghệ An để bắt một cái hệ thống đường nước sạch Nghệ An đường riêng từ thị trấn vào để phục vụ cho người dân. Còn đối với cái nhà máy này thì là hiện nay cũng có phương án để xử lý. Trong khi nhiều địa phương thiếu nguồn nước sạch thì nhiều nhà máy nước lại không hoạt động hết công suất do ý thức sử dụng nguồn nước ngầm từ các hộ kinh doanh và người dân. Như ở công ty cổ phần cấp nước Cửa Lò, với hai nhà máy, đơn vị có khả năng cung cấp 23.000 mét khối ngày đêm cho khu vực Cửa Lò và khu vực lân cận. Nhưng thực tế hiện nay, công ty chỉ cung ứng đạt 1/3 công suất và khó khăn trong việc đấu nối, phát triển khách hàng. Nó có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là tại địa bàn thị xã Cửa Lò là các cái khu vực khách sạn nhà nghỉ, thì họ lấy nước
sạch của chúng tôi chỉ được khoảng 1/3, 30%. Nguyên nhân là bởi vì họ dùng cái nước ngầm bán cái tính là đối phó, có ký hợp đồng nhưng mà lấy rất là ít để phục vụ cái mục đích là kinh doanh sản xuất của họ, dẫn tới là cái công suất chúng tôi sản xuất ra nó không tiêu thụ hết. Nước sạch là một trong những nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt và đời sống hàng ngày. Không những thế, những năm gần đây, tỷ lệ người dân được dùng nước sạch là tiêu chí để xem xét một địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Vâng, thế nhưng tại nhiều vùng quê ở Nghệ An, cứ đến mùa nắng nóng thì nỗi ám ảnh thiếu nước sinh hoạt lại tiếp diễn. Bởi vậy, cần có giải pháp trong việc cung cấp nguồn nước sạch cho người dân. Trở lại với một số xã thuộc vùng bãi dọc, bãi ngang ven biển Quỳnh Lưu như ở Quỳnh Thuận. Qua khảo sát, có 83% số hộ có nhu cầu sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, việc có được nguồn nước sạch đang cần sự thỏa thuận giữa nhà máy nước Hoàng Mai với chính quyền địa phương và người dân. Và thời gian tới đây thì cấp ủy chính quyền sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với công ty để tiến hành tổ chức đấu nối và bàn được một số các cái biện pháp giải pháp trong cái quá trình vận hành cũng như là thực hiện cái dự án đấu nối nước sạch của công ty. Ngoài việc tăng cường đấu nối nước sạch từ công trình cấp nước tập trung của các xã lân cận, nhiều địa phương đã chỉ đạo tuyên truyền nhân dân thực hiện sử dụng máy lọc nước nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình và các nhóm hộ để đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ cho gia đình. Đến nay, Diễn Châu đã xây dựng được 11 nhà máy nước đi vào hoạt động. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch trên địa bàn toàn huyện đạt 84,2%, trong đó sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đạt 45,1%. Ủy ban nhân huyện cũng đã chỉ đạo và chỉ đạo một cách sát sao, quyết liệt đối với các cái nhà máy nước tập trung và hướng dẫn trên cơ sở cũng hỗ trợ một phần để cho các nhà máy nước này đấu nối tất cả tới các xã trên địa bàn huyện. Hiện nay thì cũng đang tích cực và phấn đấu cuối năm nay thì chúng tôi sẽ hoàn thiện nội dung này. Hiện tại, công ty cổ phần cấp nước Nghệ An có 3 nhà máy, Hưng Vĩnh, Hưng Nguyên và Cầu Bạch, cấp nước cho khu vực thành phố Vinh và các vùng phụ cận. Với công suất 94.000 mét khối ngày đêm, công ty có khả năng cấp nước sạch cho hơn 110.000 khách hàng. Tuy nhiên, trước mùa hè năm nay, số lượng khách hàng đã tăng thêm hơn 10.000 và thiếu hụt khoảng 10 đến 30.000 mét khối ngày đêm. Trước tình hình đó, công ty cổ phần cấp nước Nghệ An đã có các giải pháp. Cái giải pháp tạm thời ấy, là công ty điều chỉnh cái áp lực để đảm bảo được là cân bằng cái áp lực là cái nước có thể tự chảy vào cái bể ngầm của các cái hộ dân để đảm bảo được cuộc sống dân sinh cho người dân. Còn song song với cái giai đoạn mà trước mặt ấy, thì kế hoạch dài hạn của công ty để đầu tư bổ sung cái công suất của nhà máy thì khoảng 50.000 mét khối ngày đêm. Thì công ty cũng là sẽ đẩy nhanh và trên các cấp của thẩm quyền là hoàn thành các cái thủ tục đầu tư để rồi mà đẩy nhanh tiến độ thực hiện là nâng công suất của nhà máy. Phải có cái cơ chế chính sách khuyến khích cho các cái tổ chức cá nhân, tư nhân đầu tư vào nước sạch nông thôn. Thứ hai là nhà nước là phải quan tâm đầu tư nguồn ngân sách để xây dựng các cái công trình mới quy mô lớn, đồng thời là cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các cái công trình hiện hữu, tăng cường cái công tác truyền thông cho người dân để nâng cao được ý thức, cái hiểu biết cũng như cái tầm quan trọng đối với sử dụng nước sạch để nhằm bảo vệ sức khỏe con người. Tính chung trên địa bàn Nghệ An, đến hết quý 1 năm 2024, tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 82,5%, trong đó tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 52%. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 60-65% dân số nông thôn được dùng nước sạch đạt quy chuẩn. Trước thực trạng, các nhà máy nước ở vùng nông thôn vừa thiếu vừa thừa như hiện nay, thì việc đầu tư nhà máy nước công suất lớn theo hướng cung cấp cho các cụm xã và liên vùng để tránh chồng chéo, lãng phí là rất cần thiết.